Đây để chỗ nào ấy nhỉ? Bài làm thêm đúng không nhỉ? Chúng ta là cắt từng bài một, còn những bạn nào chưa ấy được thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư mục cắt ở đây. Cắt ảnh đúng không ạ? Cái gì của gì nhỉ? Hoa Đức là của Mỹ Soái à? Vâng. Đức Hoa Hoa NG đây này, có rồi đây. Vâng, có rồi ạ. Đây để cái cắt sẵn rồi trên đấy, những bạn nào chưa cài được thì chúng ta sẽ lấy về để phần sau ghép bằng bút chát đúng không nhỉ. Còn bài về nhà thì chúng ta sẽ phải cắt hết ở đây nhá. Bạn nào cắt hết thì bảo thầy cóp thêm chục cái nữa, một số cái theo thiết kế ở từ cái cũ trước chúng ta sẽ không có nhìn thấy cái lưới của chuẩn chat đúng không? Nhưng cái phần này chúng ta cơ bản là chúng ta có được một cái file thiết kế landing page cùng Photoshop đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái thiết kế đấy sang dạng trang HTML. Mục tiêu của bài học này chúng ta là như vậy đúng không? Bước đầu tiên thì chúng ta khởi động cái Photoshop. Hiện tại trên máy thầy cài bản CC 2017 đúng không ạ? Chúng ta cài bản nặng được. Thì trên này chúng ta sẽ có cái file PSD đúng không nhỉ? Ở đâu ấy nhỉ? Trên này đây, đúng không? Chúng ta có file PSD. Ở đây thì thông thường thì thầy sẽ không cắt cái file phức tạp mà trước, mà ta cắt cái file đơn giản nhất. Đúng không ạ? Làm một cái trang đơn giản nhất. Các thao tác cắt của nó thì tương tự thôi. Chúng ta có các cái cách cắt khác nhau. Dùng kéo để cắt đúng không nhỉ? Dùng trim để cắt. Các cái layer, phân tách layer, lấy phông chữ, lấy màu sắc, kích thước để chúng ta chuyển sang trang HTML. Ví dụ như ta có một cái trang thiết kế như này thì nhiệm vụ của ta chỉ tạo ra một cái trang HTML mà nó giống như thế này thôi. Đúng không ạ? Để sau này ví dụ chúng ta xử lý ở phần backend, bạn có thể đọc các cái tin tức để hiển thị nó vào đây. Cái form đăng ký ta đặt ở đây, banner hay là menu hay là các cái thành phần top. Đây thì cái thiết kế nó vẫn ở cái chuẩn cũ thì thầy không dùng cái chuẩn cũ đấy nữa. Đúng không ạ? Mà thầy sẽ cắt và đưa nó sang dạng giao diện Bootstrap mà chúng ta phần trước có giới thiệu về Bootstrap đấy. Đúng không? Hiểu chưa nhỉ? Trước khi sang phần Bootstrap thì chúng ta tạo cho một cái thư mục để chúng ta chứa cái nội dung đấy đi. Đây 11 đấy cơ à? Nhiều thế. 1901. Hôm nay bao nhiêu? 10. Đúng không nhỉ? Ta tạo cái thư mục này để ta tổ chức cái nội dung của mình. Những cái ảnh chúng ta cắt chúng ta sẽ để vào đâu? Để vào thư mục Image đây. Đúng không ạ? Ảnh của web ta để vào đây hay picture hay gì đó bạn thích đặt nó là gì ta đặt. Đúng không nhỉ? Đấy. Ở trên thư mục thầy xe. Nó ở cái DA01. Tức là cái để cắt đúng không? Chưa có cái này à? Hả? Thầy xe cái này cho các bạn rồi. Ừ. Tải về. Ở trong vài làm thêm cái phần mà thầy share trên group ấy. Chưa đâu à?
Mọi lần chat ở trên nhóm là chat đầu tiên mà. Ở group chat đấy. À, hôm nay lại thở ơ với ấy thế nhỉ? Vừa thấy kêu thầy ơi em buồn ngủ mà. À. Hà Nguyễn Việt đây à? Đao cái đầu tiên đấy, nói chung là cái nào cũng phải đao, đao cái ảnh nhá. Chúng ta cắt là chúng ta hình dung nhá, như khi mà thiết kế ấy, cái bộ phận thiết kế người ta sẽ thiết kế là một file PSD và ta ghi ra file JPG để chúng ta nhìn cho nó đúng cái bố cục. Nhưng cắt thì chúng ta phải dùng là file gì? Là cái file PSD, file Photoshop. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, để ta mở trong Photoshop và ta cắt. Thấy chưa? Đấy, đào nó về. Ví dụ như là thầy để đây một cái file gọi PSD đi cho nó phân biệt. Ta đào về, ta để vào đây chẳng hạn để ta mở ra ta cắt. Đúng không? Đào về chưa? Đào về chưa? Đây đúng không ạ? Thầy cắt một cái thôi nhá. Còn chúng ta về cứ thế mà cắt hết nhỉ. Một đêm cắt xong, ghép xong mà. Ta copy cái file PSD vào cái thư mục này. Hả? Wow, ở cái DA01 ấy. Đây đúng không? Không. Ở trên group ấy. Vui nhỉ, sao các bạn vẫn có control sao chép group là gì dev 1811 lmnet đây ba bạn à, chờ tí Hương là ai? Tiến Tôm có không? Nguyên Hòa không quá lớn à? Không có bạn em gì. Đó nhỉ, cái phần công bố của chúng ta ta copy vào đấy nhá, có cái link vào đấy nhá. Tài liệu học tập. Chỉnh sửa. Đấy, đúng chỗ này nhỉ? Đúng rồi. Đây là cắt, ghép, giao diện. Đây. Rồi, thầy để trong group đấy. Thầy share trên trên nhóm chat mà. Hai bạn chưa vào nhóm chat à? Rồi, chém bừa đi chứ. Cái nhóm chat face ở cái đây này. Đúng không? Vào chưa? Ok chưa? Rồi vào file đấy lấy xuống. Nhấn vào công bố, nhấn vào chỗ xem thêm. Nó có cái link cắt ghép giao diện đấy. Vào được chưa? Nhấn vào request vào thì thầy mới accept vào nha. Quang Nguyên là ai? Ai là Nguyễn Quang em à? Rồi.
ta mở Photoshop ra, mở cái file của chúng ta đang chuẩn bị cắt. Open file chúng ta để ở đâu? Trong cái chỗ mà chúng ta vừa đào về ấy. Đúng không ạ? PSD đây, để cái file liên hệ. Đúng không? Đấy, file chúng ta đặt ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuyển những cái ảnh này, những cái icon, những kích thước, khung, phông chữ, ta đưa nó sang cái trang HTML là xong. Và chúng ta phải luyện tập để khi mỗi khi cắt một cái page như này, nó chỉ mất khoảng độ cắt và ghép, nó mất khoảng độ tiếng thôi. Đúng không ạ? Được chưa? Đã về chưa? Bạn nào? Đấy, xem hết rồi mà. À đây à? Rồi chứ. Đây à? Cơ đây à? Vâng, hả? Dốc ca linh này đúng không? À đây rồi đúng không? Dương Đao là ai? Đọc đúng tiếng Việt như thế mà lại cười được. Nam Nguyễn. Rồi đúng không? Còn ai không? Em là ai? Đi quét chưa? Nhấn vào cái link, đi quét vào cái link đấy thì mới... Được chưa? Đây, sao tài của tôi xuất hiện ở đây? Nhấn vào cái link cắt ghép ở cuối. File PSD. Cái file để cắt này, file này này. File Photoshop này. Nó có nhiều file. Chúng ta có một file làm một cái đơn giản nhất. Ôi à, bài này chắc đã lâm chung phải lên dạy cho thầy nhỉ. Đây là chỉ là file cắt cho thầy đâu. Ở trong cái DA01 đúng không? DA01 này. Liên hệ này. Chấm PSD này. Được chưa? Tải một cái thôi cho nhanh để con làm. Về nhà tải sau. Có đây rồi. Em phải đọc là Trương Tấn Sang cho nó. Đúng không?
cái trang này. Lâu mới đổi rồi. Đã bạn nào đọc cái phần này chưa? Ở trong cái cuốn sách thầy cũng viết cái phần cắt rất là đầy đủ đấy nhá. Ở chương cuối ấy, ở cuốn sách như slide thì không có. Mặc dù nó hơi cũ nhưng mà vẫn đọc được. Nhưng mà thôi chả cần đọc, hôm nay làm luôn, thực hành mà. Một số cái kỹ thuật Photoshop và chúng ta cần cho cái việc cắt. Ví dụ khi chúng ta mở ra thì chúng ta muốn để cho nó nhìn thấy bao quát nhất trên màn hình, chúng ta nhấn Ctrl 0. Đúng không nhỉ? Ctrl 0. Để chúng ta hiển thị kích thước đầy đủ nhất của cái file thiết kế, chúng ta nhấn Ctrl 1. Nhìn thấy chưa? Ctrl 1 thì đây là cái kích thước chuẩn của nó khi thiết kế. Đúng không ạ? Nhấn Ctrl 1. Nhấn Ctrl 0 thì chúng ta sẽ nhìn thấy bao quát nhất toàn tổng thể ở trên cái màn hình. Đúng chưa? Cái đấy là cái chúng ta Ctrl 1 như là kích thước thực. Đúng không ạ? Đây là Ctrl 1, đây gọi là kích thước thực. Chúng ta dùng cái phím to nhất, dài nhất trên bàn phím để giữ và cầm chuột để kéo đấy. Đấy chưa? Còn nhấn Ctrl 0 thì là kích thước khuôn hình. Đúng không nhỉ? Nó vừa với kích thước ở trên cái màn hình của chúng ta ấy. Chúng ta nhìn bao quát. Nhấn và giữ cái phím backspace để chúng ta kéo. Trường hợp này thì không phải kéo, đúng không nhỉ? Vì chúng ta để kích thước này để chúng ta đo nó mới chuẩn. Đúng không? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể nhấn Ctrl và backspace, tức là phím dài nhất ấy. Click chuột trái để chúng ta mở phóng to nó ra. Nhấn Ctrl và nhấn Ctrl thêm phím An nữa thì nó là gì? Thu nhỏ, đúng không? Đấy. Tức là Ctrl backspace và phím chuột trái click để phóng to. Nhấn Ctrl An backspace để thu nhỏ. Đúng không nhỉ? Bỏ phím An ra thì là phóng to. Nhưng mà để kích thước thực thì nhấn Ctrl 1. Để đúng với khuôn hình ảnh xem tổng thể ta nhấn Ctrl 0. Được chưa? Nó có 1, 2, 3 cái kỹ thuật cắt thôi. Thì này dạy một cái, còn cái khác thì cứ mang dao mà kéo là cắt là được. Đúng không nhỉ? Nhưng không phải cái nào chúng ta cũng có những cái thiết kế chúng ta lại phải cắt bằng công cụ crop. Có những cái công cụ trim, có những cái bằng công cụ bút cắt. Đúng không ạ? Ở đây thì cái bản thiết kế này thì nó không được chuẩn theo thiết kế của Bootstrap, nhưng thầy muốn đưa ra để cắt, chủ yếu là chúng ta học và cắt một cái các cái thao tác đơn giản. Cắt các hình ảnh icon và đo màu sắc, phông chữ để chúng ta thiết kế. Nhớ mấy cái phím đấy chưa? Rồi nhá, không nhớ thì nốt nó lại. Mà nó tóm lại là cắt độ 5 cái thì nhớ hết. Được chưa? Bắt đầu nhá. Thao tác đầu tiên chúng ta chọn đến cái phần này để chúng ta chọn đến cái trên của bạn là hình con chuột, cái này của thầy thì nó là cái con chuột kiểu V này. Nhấn chữ V. Ví dụ như bạn đang ở đâu đó nhá, đang ở đây chẳng hạn, bạn nhấn V để chúng ta chọn đến cái con trỏ chọn để chuột chọn cái kích thước hay là cái layer để cắt. Nhấn chữ V đúng không nhỉ? Cắt cái này thì thầy thường để là Ctrl 1. Kéo đến cái phần cần cắt, cái đầu tiên chúng ta cần cắt này. Tuy nhiên là chỗ này nó có một số cái sau này nó sẽ dùng được bằng các cái Bootstrap và Final Assembly để chúng ta thiết kế. Nhưng đây nó có những icon gì ta cắt cái đấy. Hiểu chưa? Bạn cắt cho thầy cái số điện thoại đầu tiên này. Ồ, cắt bây giờ cắt làm sao? Bây giờ chọn để hiển thị cái layer này. Sau đó chúng ta cắt riêng từng cái một đấy thôi. Đúng không ạ? Nhấn phím F7 để hiển thị cái layer. Đây này. Đóng đi nhá. F7 tắt, F7, 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 F7. Đúng không? Hiển hiện. Được chưa? Chúng ta chọn đến cái
icon phone. Ồ, à đây rồi, chúng ta nhìn thấy nó đánh dấu đây này. Phải tìm đến đúng cái của nó nhé. Cái này nó khác với cái này đúng không? Đấy, chọn nó đây này. Được chưa? Nhìn thấy cái mắt chưa này? Đây gọi là mắt thần đấy. Nhấn vào giữ phím an Alt, đúng không? Sau đó là gì? Click chuột trái. Wow, cái mắt thần của chúng ta che khuất hết đi đúng không nhỉ? Chỉ có ta mới là bầu trời đẹp nhất đúng không? Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, nhìn ra nhấn an để mở lại này. Nhấn an tức là chỉ click vào đấy để chúng ta chọn mỗi cái gì thôi, mỗi cái layer đấy thôi đúng không? Sau đó bạn vào image, chọn trim đúng không nhỉ? Đừng có anh nào nói ngọng đấy nhá. Chọn và trim. Ok, ta dùng cái transparent top left right, tức là cắt theo bốn xung quanh đúng cái icon nhà ta thiết kế. Ok, wow hay quá đúng không nhỉ? Sau đó bạn làm gì? File ghi nó sang cái Photoshop 6 thì nó là save as nhé, còn CSC 2017 ấy, thì nó là export, ta export quick export đi cho nhanh đúng không ạ? Những đại loại là trên cái Photoshop CS6 hay là cái CC 2017 chúng ta cũng cứ tìm đến cái ghi sang cái dạng file là gì? PNG đúng không nhỉ? Chọn vào một cái, ta chọn đến thư mục ta lưu trữ của ta ở đây đúng không? Ta đặt tên ở đây là gì đấy? Phone đi đúng không nhỉ? Icon phone. Ok, đấy, quay lại kia ta xem có được không nào. Đây đúng không? Xem có được cái icon phone hay không. Wow, chuẩn rồi, được chưa? Kích thước 19:21, ok. Rồi, bây giờ cắt được một cái rồi nhá. Giờ làm gì? Trở lại cái màn hình cũ. Chúng ta nhấn phím F12. Wow, ngon quá. Lại trở lại như cũ. Chúng ta đừng có Ctrl S nhé. Ghi đè lên là nó mất đi đấy. Nhấn phím 12 để trở lại cái giao diện cũ. Và ta vừa cắt được xong cái này rồi. Đúng không? Bây giờ cắt đến cái gì? Cái Facebook này. Chúng ta nhìn thấy này. Sau này bạn phải quan tâm đến cái việc ở đây nữa, nó còn có cái overlay nữa. Để khi mà người dùng di chuyển chuột đến cái icon đấy, nó có hiệu ứng chẳng hạn. Thôi được, ta đang cắt cái F này. Ta chọn nhìn thấy cái F này rồi đúng không? Lại làm lại gì đấy? Nhấn và giữ, bấm vào cái mắt thần để lấy mỗi cái F thôi. Sau đó ta làm gì? Trim. Ok. Lại gì? Export. Đúng không ạ? Đặt tên nó là phở. Ok. Xong. Lại gì? F12. Ồ, cái thao tác làm đi làm lại nhàm chán quá nhỉ. Thôi cũng phải làm chứ sao. Lại chọn gì đấy? Twitter. Lại nhấn an. Tắt đi. Thầy thấy cái cách này cắt là dễ nhất, dễ học nhất, dễ nhớ nhất. Gần chục năm rồi thì chả quên được. Đúng không? Lại save as. Được chưa? Đây là Twitter. Ta đặt nó là T đi. Ok. Lại F12. Cứ làm cần bẫn vậy thì rồi đến một lúc nào đó nó cũng xong. Làm nốt cái G này. An. Đúng không ạ? Trim. Ok. File. Xbox quick đúng chưa? G cộng à? Ta cho G cộng vào. F12 kéo đến, nhấn vào giữ đến một cái anh YouTube, lại nhấn an đúng không? Lại stream. Ok, file Xbox. Ok, YouTube ta đặt là y đi. Xong F12 đúng không ạ? Tìm đến tiếp theo. Ồ, cái logo đẹp quá đúng không nhỉ? Chọn vào logo đây rồi,
đúng không? Đấy, bạn không nhấn an thì bạn ẩn mỗi mình nó đi, nhấn an để ẩn các cái khác đi, xong là gì, stream, ok đúng không ạ? Lại gì, save as, được chưa? Đây là logo F12 đúng không nhỉ? Đấy là chúng ta vừa cắt bằng cách bằng cái thao tác stream. Ngoài ra chúng ta còn một vài cái thao tác nữa, ví dụ như là bạn dùng thước này, bạn kéo nó xuống, cái này thì chúng ta phải rất chính xác, kéo nó xuống đấy. Nếu như bạn nào mà đeo kính thì phải kính chuẩn nhá, được chưa? Kéo nó ra đấy, mở rộng ra tí xem nó có bị mất cái gì không, đúng không nhỉ? Nhấn vào giữ Ctrl để cho nó độ mịn nó cao hơn, cắt cái này thôi, đúng chưa? Đấy. Ui giời, làm cái này mệt phết nhỉ. Xong ta chọn cái công cụ crop, nhấn phím C, đúng chưa? Chọn vào đây. Đấy, chúng ta tại phải đưa cái đường kẻ đấy vào thì nó mới đặt cho chính xác được một tí. À, crop, enter, thấy chưa? Xấu quá, cắt bằng cái này không đẹp bằng cái kia, đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta ghi lại thôi, save as hay là export, đúng không? PNG logo 1 đi, đúng không nhỉ? Ok. Đấy, lại nhấn lại F12. Ô thôi, không phải, nhầm rồi. Đấy, nhầm đấy. Nhìn. Đúng không? Ctrl F1 lại cho nào. À, Ctrl 1. À, được rồi. Đúng rồi. Ta nhấn F12 để trở lại như cũ. Chứ đừng ghi lại nhé. Ghi lại đè lên cái file kia nó mất đi. Đúng không? Đấy là crop, hoặc là bạn nhấn bằng cái slide tool. Cái slide tool này thì cho phép bạn có thể cắt nhiều cái cùng một lúc, đúng không nhỉ? Mấy cái công cụ này thì thầy giới thiệu đơn giản thôi. Cái nào cắt được bằng trim thì ta cứ cắt bằng trim. Đấy, ví dụ như này, chúng ta cắt mấy cái anh này chẳng hạn, bạn kéo nó xuống. Đấy, kéo nó mịn mịn vào, kéo nó xuống, đúng không? Kéo nó ra. Đấy, kéo nó ra. Đấy, sau đó ta dùng cái slide tool kẻ nó vào đây, đúng không? Một cái tiếp theo, à, ta phải đặt tên cho nó nữa, edit option này, đặt tên này, đúng không? Tên nó là gì đấy, được chưa? Sau đó lại cắt tiếp cái tiếp theo, sau đó đánh dấu chứ, đúng không? À, cách này thì thầy ít dùng hơn, thì ta cắt kia, sau đó là ghi cái này lại, đúng không nhỉ? Cái 6 đấy chẳng hạn, ok. Sau đó ta mới ghi nó lại, export. Ồ, không phải rồi, nó ghi lại bằng cái gì nhỉ? Ta chọn là save forward, save forward à, để nó chọn một cái phần đấy nữa cơ mà. Đây rồi, ta chọn ở đây đúng không? Chưa được, nó phải chọn sáng lên cơ, đúng không nhỉ? Thôi, cái đây chúng ta về xem, đọc lại tí trong sách thì đúng không ạ? Cắt những cái thứ đó thì nó không chuẩn bằng bằng chim thì bạn thiết kế bao nhiêu thì nó sẽ khớp lại đúng cái kích thước như thế. Các cái này chúng ta phải chú ý đến các cái thước ruler này, chúng ta kéo, đúng không nhỉ? Được chưa? Đấy, bạn thử cắt một vài cái để xem nào. Cắt cái logo trước để to, dễ cắt các phần chim. Được chưa? Đây, phần chim. Ăn trôn ra một để cho nó về kích thước hoàn chỉnh. Mấy em phần này. Hôm nay đi học cả ngày.
À là. Thôi ta về ao thôi, ta tắt rồi để tí nữa nhé. Trên cái túi bụng mà mình để trong đây đâu à? Ta xem. Đúng khi mà vào bên nào. Ừ đúng rồi. Đấy, ta đã cắt rồi thì để tí nữa chúng ta lấy cái thôi nhé. Em đây cái chim ở cái... Inmate chim. Đây. Ok. Đúng không? Đã được chưa? Có còn ai vướng mắc chỗ nào không? Đã cái này dễ. Ta không biết thì khó chứ còn mình biết cái thì tự nhiên. Có dễ thì không thể tưởng tượng ra. Nha. Cái mắt này. À, em chọn cái nào? Chọn cái logo trước đi. Nhấn theo C để chọn, nó nhấn được không? Đấy là crop rồi. Nhấn nó gì từ từ V chứ V đấy nhìn thấy chưa, chọn vào cái này Yeah.
mến tim ok nét ra rồi ok quay bảy đây đúng không khi đó là đặt tên nó là logo cho nên là tăng số một để nhìn thấy như này nhé chú ý trước là tăng số không rồi được chưa? Thôi nhá, thầy cắt dừng ở đây nhá. Thôi khuyến mại cắt thêm cái nữa nhá. Đúng không nhỉ? Ví dụ ở đây nhá, ta nhìn thấy này, chỗ này chúng ta lại phải chú ý này. Mặc dù thiết kế một kiểu nhưng mà ta lại phải cắt một kiểu. Ctrl 0 để nhìn lại. F7 để đóng cái kia cho nhìn cho nó dễ. Được chưa? Đấy. Ôi đó, cho nó được chưa? Công chôn 1. Cái này đang muốn cắt là cắt cái này này. Đây này. Cái cây cảnh kia này. Đúng không? Ta chọn vào cái cảnh nhấn F7. Ra xuống ra đúng cái cảnh chưa? Không đúng đúng không nhỉ? Phải chọn đúng cái của nó cơ. À đây. 137 đây. Đúng rồi. Đấy, phải chọn đúng cái của nó. Bây giờ mình nhấn An này. Đấy, bạn chả nhìn thấy cái gì cả. Đúng không? Vì nó là màu gì? Màu trắng. Nhưng mà ta vẫn phải cắt cái màu đấy. À, chim. Ok. Đang là ghi nó lại. Save as. Cái này ta gọi đặt tên nó là cái icon. Icon gì đấy đi. Icon section đi. S1 đi, section 1 đi. Được chưa? F12. Còn một cái nữa mới hay. Bây giờ cái này này, chúng ta nhấn này. Đấy, nó có mỗi cái này. Xong ông này ông thiết kế lại có thêm cái này, cái xanh xanh ấy. Đấy. Đúng chưa? Chẳng lẽ cắt hai cái nhỉ? Đúng không? Thường ra chúng ta có thể cắt hai cái đấy. Đấy, nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Cái này thì lại là màu khác. Đây này. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy là cái màu trắng trên cái màu gì? Trên cái màu xanh. Bởi vì bây giờ cắt hai cái cũng được và cắt một cái cũng được. Đúng không? Bây giờ ta để lại nhá. Ta cắt hai cái thành một. Thành một hình thôi. Ta chọn vào cái màu trắng này. Cho rộng ra cho dễ nhìn. Chọn này. Đây, chọn vào này. Đây đúng không? Đấy, cứ chọn vào đây để biết cái này nữa. Có màu xanh này. Đấy, vậy bây giờ ta nhấn An và nhấn cả cái gì? Đấy, chọn hai cái. Hiểu không nhỉ? Thì bây giờ cứ cái nào sáng thì nó lấy. Và ta lấy ta chọn này. Chim. Thực ra ông này thiết kế vẫn đang lỗi, vẫn đang hở một tí này. Chim này. Ok. Ghép thành hai cái thành một hình. Đúng không? Đấy, Ctrl 1 vẽ đúng kích thước. Sau đó là gì? Export Icon S12. S12 ta viết là section 1 ở cái vùng 1 ấy. Nó cái ảnh nào ta cứ viết đặt cho dễ nhớ.
Được chưa? F12. Được chưa nhỉ? Như vậy thôi. Như vậy là ta có được một cái bộ ảnh rồi. Đúng không? À còn một cái khung ở đây, cái này thì thông thường chúng ta sẽ không cắt ấy đâu nhá. Không cắt riêng cái này đâu. Cái này đang thiết kế một layer mà. Thì chúng ta cũng chọn lại, chúng ta nhìn thấy này. 28. Đấy. Được chưa này? Ta có thể cắt cái này. Được chưa? Sau đó ta bỏ đi, ta lại cắt cái này. Đúng không? Nó tạo thành ở cái vùng đấy, sau này nó tạo thành slide show ấy. Nhưng thôi ta cứ cắt một cái vậy thôi. Được chưa ạ? Đấy. Thì đấy là chúng ta phải tách các layer ở trên cái file thiết kế để chúng ta lấy ra các cái khuôn hình ta thiết kế, đúng không ạ? Được chưa? Rồi, chỗ nào chưa cái rõ thì chúng ta về xem lại cái video nhá. Như vậy là thầy đã có một cái bộ ảnh. Bây giờ đóng lại. Bộ ảnh của chúng ta ở đâu? Ở đâu ở trên ấy, cái phần file cắt ấy. Anh copy toàn bộ cái ảnh đấy về. Được chưa? Ctrl A. Chuyển vào cái thư mục mình đang cần làm. Và image, đúng rồi, Ctrl V. Ok. Ui, thầy cắt nhanh thế. Đúng rồi nhỉ? Các kỹ thuật cắt thì phải cắt tiếp cho nó quen nhá. Xong phần image. Phần thứ hai chúng ta quan tâm đến là chúng ta sử dụng Bootstrap. Bạn tạo cho thầy một cái file content đi. Đúng không? Buổi trước chúng ta đào cái Bootstrap phải chưa ấy nhỉ? À rồi à? Bây giờ mang nó dùng thôi. Đây, buổi trước ta có cái Bootstrap là ở buổi thứ 10. Bootstrap này. Bạn copy cả cái đống Bootstrap này về. Ta đào rồi nhá, trước có mấy trên mạng nó có hết rồi đúng không? Ctrl C. Đặt nó vào cái chỗ content ấy. Đấy, ta chia ra như vậy. Được chưa? Ok. Ta có cái content rồi. Còn thiếu cái gì nữa? Bootstrap đi cùng với nó thì phải có gì? jQuery đúng không nhỉ? Ta chọn tạo một cái file script để biểu thị sau này chúng ta dùng nó là script S. Được chưa? Những file liên quan đến cái framework ta đặt ở trong này. Buổi trước ta để ở đâu? Ở trong cái buổi thứ 10 ta để ở đâu? À trong JS này đúng không? Bạn copy cho thầy cái file đấy. Có cái file JS đấy. Để vào trong cái thư mục cấu trúc là script. Được chưa? Và sau này rất nhiều các cái dự án chúng ta tổ chức theo cái cấu trúc thư mục như thế. Đương nhiên là bạn vẫn nên chọn theo cách của bạn. Còn đây là cách thông thường mà người ta vẫn đang hay dùng. Các cái content CSS, đúng không nhỉ? Các cái JS, các cái image. Được chưa? Tổ chức cấu trúc cây thư mục. Rồi đến lượt bạn nào nhiều pin thì rút ra cắm cho thầy tí, không nó lại xịt pin. Bé Hà dưới này, xem bạn nào đầy pin thì rút ra. Ở cái ổ cắm. File ship để thầy vừa copy cái gì đấy, cái file này vào. Được chưa? Được chưa? Nhượng được chưa? Nhìn nó dễ thế thôi nhưng mà lâu lâu không cắt lại quên đấy nhá. Trên cái thư mục cái share bài làm thêm còn rất nhiều file để chúng ta cắt đấy. Content chúng ta để các cái thứ liên quan đến CSS của Bootstrap. Đúng không nhỉ? Còn CSS của mình thì mình viết ở ngoài này, một style đây. Còn những thứ này của Bootstrap ta cứ để nguyên đấy cho nó. Đó. Của buổi trước ta làm đấy. Chơi khéo động một giây nhé. Ừ, rút ra, dây loa rút ra. Rồi sáng rồi, sáng bừng lên rồi. Ok chưa? Nhấc cái thư mục này vào trong. Thực ra chả phải nhấc đâu, bởi vì trước chúng ta đã để nó rồi. Đúng không nhỉ?
Thầy vẫn đang để ở hai cái file CSS đấy. Cái trước là chúng ta đã để ở đây rồi. Bây giờ nó có thư mục đây rồi. Thì thầy kéo từ trước ấy mà. Không các bạn nhấc nó vào. Ta tạo mới một file nhá. Script để chúng ta để file jQuery. Đúng không? Thế có file JS rồi rồi. Hả? Những cái file này là thầy để là những cái link framework của jQuery, hoặc sau này bạn viết thì bạn đặt vào đây. Còn trong content thì cái phần này là phần của Bootstrap. Đúng không? Hiểu chưa nhỉ? Đi rồi. Sao nó tỉnh rồi? Thỉnh thoảng nó linh tinh tí. Nếu không linh tinh sao phải cười rồi. Xong chưa? Bắt đầu nào. Ta tạo mới một cái file, file chúng ta đang làm gọi là file liên hệ đúng không? Đấy. Ta đặt là liên hệ nếu như yêu cầu ấy, .html control s enter sao. Nhấn nhanh tay thăng tab ok trang liên hệ. Đúng không nhỉ? Đấy. Tạo ngay thư mục gốc. Bước thứ hai. Tại ở cái tab thứ hai chúng ta đang dùng đây này. Bạn lia một cái style.css đi. Đúng không? Ctrl S. Nhưng mà ghi vào chỗ content này này. Nhá. Ghi thư mục content này này. Đặt style CSS. Ok. Đấy. Được chưa? Sau làm gì nữa? Kết nối những cái thứ này với nhau trong trang HTML ấy gì? Đúng không? Đấy, để vào đây. Khi ở content thôi, còn CSS kia là của thằng Bootstrap, để đẩy riêng nó ra. Để nó tránh bị lộn xộn mà. Cái gì của mình thì mình ghi vào phần của mình, còn cái gì của họ framework thì mình để vào một nơi. Không cần, bởi vì mình trang nó ít thì có bội tẹo không mà. Cùng lắm sau này bạn làm một dự án nó có đến 5 file CSS là cùng đúng không? Đấy, ta liên kết lại này. Link. Ta để CSS ở đâu? Content. Style. Chấm gì? CSS. Một cái style nữa là của cái gì? Của Bootstrap đúng không? Lại link. Dùng anh Bootstrap thì ta vẫn đang để ở trong content. Trong CSS. Tên chúng ta đặt là Bootstrap.min. Chấm gì? CSS. Đúng không nhỉ? Đấy. Ta có được xong cái gì? Xong cái anh CSS. Ta để xuống bên dưới này. Một cái gì nữa? Strip đúng không? Liên kết với anh gì trước? jQuery đúng không? jQuery ta để trong script. Gạch chéo. Tên file là jQuery -3.3.1.min.js. Một cái file nữa là của cái gì? Của Bootstrap đúng không? Đấy. src bằng Bootstrap thì ta lại đặt đang để ở đâu đấy? Content trong thư mục JS với tên file là bootstrap.min.js. Chú ý là cái Bootstrap JS ấy nó thường đặt sau ở trong cái jQuery nhá. Đúng không nhỉ? Ok chưa? Quá dễ dàng nhỉ. Đó. Bởi xong là cái phần gì thôi? Phần là tạo các cái liên kết. Hiện tại cho thêm cái tên cái phần meta data, meta viewport vào đấy. Sau này chúng ta đánh con cho chuẩn hơn. Cho các kích thước màn hình. Oh.
Thầy đếm vẫn còn thứ hai người xong không, không có đâu gì khác hả? À, có kêu chung không có đâu gì khác. Mua một bản nữa nhỉ? Bây giờ cái cấu trúc của một trang ấy, khi chúng ta thiết kế thì chúng ta cũng phải hình dung ra cái cấu trúc của một trang chúng ta cần làm. Nó như thế này, đúng không nhỉ? Có thể là bạn vẽ nó ra cũng để nhìn cho nó dễ. Cái phần mà file mà thầy vừa cắt là nó không thiết kế theo chuẩn của chapter 3. Cái này thì lâu lắm rồi đấy. Chuẩn của chapter 3 thì chúng ta sẽ đo được ngay là kích thước. Đúng không nhỉ? Ô hình như thầy tắt mấy cái bootstrap này, à Photoshop này. Vẫn còn dùng đến nó mà quên mất. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái trang mà chúng ta đang cần làm này. Hồi bật lại tí thì cho nó watch. Nhìn cho nó dễ. Thằng nào tao phải dùng đến mà, nhỉ. Công chôn không. Đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy bố cục của một trang. Như bạn nhìn thấy này, cái top này và cái này nó tràn hết hai bên. Như vậy thông thường là chúng ta sẽ có một cái khối như này để chứa toàn bộ trang web của mình. Trong HTML5 thì chúng ta dùng cái này bằng cái gì đấy? Section. Chúng ta thường dùng là section. Cũ trước đây ta dùng là div, đúng không? HTML5 thì chỉ có cái các section để chúng ta tặng. Được chưa nhỉ? Phần top này. Được chưa? Kể cái phần top này. Cái này chúng ta có thể dùng thẻ gì? Section hoặc div được. Cái phần thứ hai này là cái phần menu này, xin lỗi, phần này là phần thứ ba, cái này ta dùng là AV, còn cái phần này thì dùng gì? Header, nhưng mà nó lại cách vào đây, các cái phần sau lại cách vào đây, đấy, đúng chưa? Cái chỗ menu bên trong này nó cũng cách vào, đấy, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là chúng ta có cách là cái to này thì nó là gì? Là cái gì đấy? Container for loop. Đúng không nhỉ? Còn cái phần trang này chúng ta dùng ấy, ta sẽ sử dụng cái class là gì? Container. Container là cách vào một tí theo cái lớp bootstrap phần trước ta giới thiệu. Đúng không? À, thế là chắc được rồi, được cái khuôn hình đẹp đẽ rồi. Được chưa? Cái top mặc dù là nó tràn ra, bạn nhìn rõ nhé, nó có cái màu nền ở dưới ấy, nó tràn hết cái flow, nhưng cái bên trong thì nó vẫn đặt vào đây, đúng không? Vậy là bên trong cái div này ấy, bạn đã phải chứa một cái khác đặt vào đây rồi, đúng không? Rồi ta có được cái hay rồi đấy. Bắt đầu nhá, ta đi xử lý như sau. Rồi cho hẳn cái này là cái lớn thì cho ra ngoài đây, section chấm container và lưu id, đúng chưa ạ? Đặt nó vào cái khuôn đấy, được chưa? Xử lý cái phần là top trước này, ôi nè, top, đấy, ta dùng div cũng được, chấm gì, div thằng top đi, cái này nó duy nhất, được chưa nhỉ? Ngon, đúng không? Bây giờ bên trong top thì nó có cái gì đây? Ta để cái này cho nó dễ nhìn đi. Cái file đây, đúng không ạ? Cho nó to nó dễ nhìn. Này cũng khó nhìn nhỉ? Này có vẻ dễ nhìn hơn, Ctrl 1. Đây đúng không nhỉ? Đấy. Nó cách vào một phần này. Đây cũng gì? Cách vào phần. Và nó lại canh từ bên trái. Vậy chúng ta cách thiết kế ở đây, chúng ta đã chọn cách thiết kế là có thể dùng là gì? ULLI rồi đúng không? ULLI. Để chúng ta xử lý.
đúng không nhỉ? Nhưng trước tiên đấy, bạn nhìn nhá, đây là cái màu xám xám. Ta đo cái chỗ này xem là nó bao nhiêu nào. Chọn cái thứ hai này, M đúng không nhỉ? Nhấn phím M, kéo xuống đây. Để bạn làm gì? Đo cái độ cao, thả ra thì nó mất rồi. Xem lại F8, ta nhìn thấy độ cao này 33 pixel. Tức là cái top của nó là 33 pixel, đúng không? Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta sẽ thiết kế cái nếp này có độ cao là 33 pixel. Cái này là cái chúng ta thiết kế. Cái đầu tiên chúng ta dùng đây là gì? Margin 0, padding 0. Chúng ta có sử dụng một số cái ULLI để thiết kế các cái item menu ấy. Ta đặt luôn đây là list style là gì? Nặn. Để bỏ cái dấu. Dấu chấm. Đúng không nhỉ? Rồi nhá. Đi thiết kế cái deep top đấy. Ta đặt nó là ID. Đúng không nhỉ? Độ cao bao nhiêu? 33 pixel khi nãy ta vừa đo xong ấy, đúng không? Đấy. 33 pixel. Rồi. Màu gì? Background. Màu gì nhỉ? Nghe chừng nó khó quá, đúng không nhỉ? Ta phải làm gì? Bạn thiết kế cho khách hàng là bạn không thể thể đoán được. Mà bạn phải gì? Phải chọn màu, đúng không nhỉ? Chọn cái màu à? Đây. Nhấn vào đây chúng ta nhìn thấy đây này. Đúng không? Thầy chọn cái gì đấy? Chọn cái ô màu này chẳng hạn, đánh đúng vào cái chỗ này. Đúng không? Đấy. Thì nhìn thấy đây, F5 này. Được chưa? Ctrl gì? Ctrl C. Nhỉ. Quay ra đây, đặt vào đâu? Đặt vào đây. Thăng. Quá chuẩn. Được chưa này? Nhớ là bạn phải đo đúng cái màu sắc của nó đấy nhé. Không phải người ta thiết kế xong là thiết kế cái màu F5 mình lại chơi cái màu F6 nó không được, đúng không? À, thành quả đầu tiên ta ngắm xem thế nào. Wow, đẹp rồi. Nhưng mà thầy thấy có gì đó vẫn chưa đẹp ấy. À, nó chưa tràn ra hết này, đúng không nhỉ? Đấy. À. Thôi rồi, ta cứ để đây đã. Coi như là như xong. Đúng không? Đấy. Bây giờ ta đi làm cái gì? Các cái item ở bên trong, đúng không? Chuẩn không? Chuẩn. Bạn thiết kế cho thầy tiếp ở trong cái deep đấy. Nó có cái gì? UL. Nó có cái gì? LI. Đúng không? UL, LI. Là y có mấy cái? Có bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. Ta làm cái là gì? Sao 5. Bên trong của nó có chứa image, đúng không nhỉ? Ta cho luôn thêm cái gì? IMG. Tab. Wow, chuẩn ngay, đúng không nhỉ? Cái đầu tiên là dùng là gì đấy? Khi đấy ta cắt, ta nhớ rồi, ta để trong thư mục image s với tên là gì? phone.png. Bạn ghi đây là hotline. Đúng rồi nhỉ? Đấy. Có thể đặt nó xuống như này cho dễ nhìn. Bên cạnh đấy ta vẫn còn nhìn thấy một cái chữ nữa là gì đấy? hotline2.0978611889. Số quá đẹp nhỉ. Được chưa? Úi giời. Cái image thứ hai chúng ta dùng là cho anh gì? Image đúng không? Gạch chéo. Nãy ta đặt tên là gì nhỉ? F đúng không? PNG. Đây là
Facebook. Chú ý là cũng nên đặt đầy đủ vào. Cái thứ ba là Twitter đúng không? Email ta đặt là TPNG. Đúng không nhỉ? Twitter. Twitter thầy viết đúng chưa đấy? Chắc không sai đâu. Đúng không nhỉ? Cái thứ tư là g+.png. Đúng không ạ? Google và Plus. Cái thứ năm là YouTube Inmate i.png. Ta đặt đây là YouTube. Đúng không? Đấy. Được chưa? Ta phải kết hợp giữa các cái cách để chúng ta trình bày các khối thể HTML và CSS nó vào. Và cách của thầy hay làm tức là làm từng phần, chứ đừng có viết từ đầu đến cuối trong CSS thì làm đâu ta ngắm tí đấy nhé. Vâng ạ. Chạy thử xem. Ui giời, xấu quá, nó lại đặt như này thì không được rồi đúng không nhỉ? Bây giờ ta nhấc cái này sang bên phải. Được không? Ok. Nhấc cái nội dung này sang bên phải nhá. Ta có là gì? Nhưng mà ta chỉ định nghĩa cho cái U ở trong trong cái top thôi. Top UL. Nhấc sang bên phải ta dùng gì? Float. Float right. Độ cao ta đặt đúng bằng cái anh ở trên luôn. Hết bằng gì? 33 pixel. Đúng không nhỉ? Đấy. Ngon ngay. Đúng không? Load ra. Bạn quay ra bạn chạy thử xem. Ồ, ta đã bứng được nó sang bên phải rồi. Bây giờ ta dàn ra hàng gì? Hàng ngang đúng không nhỉ? Hàng ngang là của cái gì đấy? Top U là LI. Float gì? Float left đúng không nhỉ? Float left hay right? Left đúng không ạ? Right thì nó lại đảo ngược lại. Đúng chưa? Đấy. Quá tuyệt vời. Ui, trông có vẻ không ổn lắm. Thế cho nó nằm ở giữa cái dòng này thì làm như nào? À, cho cái line hết đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu? 33 pixel. Đấy. Bản chất là chúng ta dùng cả cái anh Bootstrap và kết hợp CSS của mình. Ok, nằm giữa chưa? Giữa rồi, bây giờ cho nó giãn ra. Giãn ra ta dùng gì? Padding. Ở đây chúng ta đang chưa dùng đến, nghĩa là ta dùng thêm cái thẻ A để liên kết nhỉ. Nhưng thôi, cũng đọc cần thì cho thêm vào. Padding trên dưới, bỏ qua trái phải để là gì? 10 pixel cho nào. Đấy chưa nhỉ? Wow, mình làm cái này đẹp quá. Đúng không? Cho cái đường kẻ bên gì? Border right chứ. Đúng không? Border right. 1 px solid. Cho cái màu xám rồi đấy. Hoặc chúng ta đo lại cái màu đường kẻ. Rồi, đúng không ạ? Có vẻ không ổn lắm nhỉ. Màu nó phải mờ hơn tí nữa cơ. Hả? 333. Quá nhỉ. Úi giời, xấu quá. 666 nhỉ nè. Xấu quá, thôi để CCC đi. Hoặc cho cái màu khác vào đấy. Đúng không? Nhưng chưa đúng. Đúng không nhỉ? Ta nhìn thấy là nó còn cách hai bên nữa cơ mà. Đây này. Cái phần thiết kế ta nhìn đây này, nó còn cách bên đây một đoạn nữa mà. Đúng không? Đây này, cách một đoạn đây này. Vậy ta làm gì? Ta dùng cái gì đấy? Dùng khi nãy ta. À, container. Ta cho cái
UL này cách vào một đoạn tức là container, đúng không nhỉ? Ui giời, ông Bootstrap hay thật, đúng không ạ? Thế là nó cách ngay vào thôi. Ui, cho vào container thì nó lại mất mấy cái gì kia rồi. Làm sao để cho nó chạy ra container? À, căng nhỉ. Cho riêng ra được không? Cho riêng lớp đi. Hoặc là chúng ta lại thiết độ thiết lập ưu tiên. Important. UL float ra. Đây đúng không nhỉ? Ơ lớp container này nó có cái ưu tiên nào đâu? Sao nó vẫn ăn cái của mình thế? Đúng không? À, nó sử dụng là data display table. Đúng không nhỉ? Ồ, vẫn còn lỗi ở đây à? Bootstrap not error load jQuery -3.3.1.min.js. Sai đường dẫn đấy, đúng không nhỉ? Đây thiếu một chữ S này. Rồi, bây giờ ta thử ưu tiên xem nào. Ưu tiên cho cái anh như anh gì và ưu tiên cái đây à? Important. Đúng không? Rồi. Không được. Được rồi. Thôi cho thêm một cái lớp khác đi cho nó nhanh nhỉ. Ta sẽ xử lý sau. Tức là gì? Cho vào đây là deep. Đúng không? À. Ở đây là chúng ta đang để cha con. Bây giờ ta bỏ nó đi. Đúng không? Bên trong là được. Ok chưa? Nhưng mà container thì sao nó lại vào có tí nhỉ? Hơi tí là được rồi. Đúng không? Được chưa nhỉ? Thêm một cái khối để chúng ta bao cái container đấy. Xong để hết nó vào trong. Bởi vì cái thằng ID top ở ngoài là nó phải tràn flow mà. Nó tràn hết ra ngoài. Đúng không? Cái này chúng ta dùng để định nghĩa cho nó tràn hết ra ngoài. Rồi, ta xong cái phần top nhá. End top. Sau bây giờ đến phần là begin hit, đúng không nhỉ? Header. End. Header. Đấy, ta sẽ đặt vào đây nhìn cho nó dễ nhìn. Header ta dùng bằng gì? Bằng header thôi. Bởi vì cái màn hình của thầy là màn hình vuông 1024. Đúng nhá. Cái này chúng ta cũng cách vào gì? Giống như thằng trên đúng không? Container. Đấy. Nhưng mà cái container này của chúng ta thì bây giờ là chia làm sao cho nó đẹp nhỉ? Chia làm 4 được không? Logo, tìm kiếm và một vài các thành phần khác nữa. Đây này. 1, 2, 3, 4 đi nha. Đây thế. Đây á. Cách đều nhau bởi vì do cái ảnh của mình, cái ảnh này nó thiết kế không chính xác. Thế bây giờ mình phải làm riêng ra thực phẩm. Ừ.
cắt vuông thì đủ thế luôn. Sau này mình dùng cái này là các cái icon Samoan thì nó sẽ chuẩn hơn. Bởi vì do cái của mình cũng đều là cái ảnh này bé, cái ảnh này to. Vậy thì bây giờ em design luôn cái ảnh này nó bằng nhau là được. Ví dụ như này nhé. Thích nó bằng nhau ấy gì? Cho nó bằng luôn, sợ gì. Thăng top img width bao nhiêu? 15 pixel đi đúng không? Đúng không? Theo đó bằng nhau nhá. Wow, xấu quá. Nó giãn cái ảnh là xấu quá nhỉ. Bởi vì do cái ảnh này thiết kế nó bé. Ô bằng nhau thì ta lại để cho li, mà li thì cái này nó lại to. Thì ta lại loại ra. Đúng không nhỉ? Và bạn sẽ xử lý thêm cái phần là trong CS nó có cái phần là loại bỏ phần đầu tiên và tất cả các phần sau nó giống nhau ấy, cho cùng độ rộng. Đúng không? Tự nhiên thầy quên này. Thôi cái này thôi nha. Chỉnh lại cái li với độ width, nhưng mà bỏ cái đầu tiên đi. Cái first đi. First try đi. Nó phải dùng từ cái thứ hai. Dùng từ cái thứ hai. Thôi được. Ta xem luôn tí xem thế nào, đúng không nhỉ? Google này hình như hôm CSS tạo không nói đến, đúng không nhỉ? Li2.s nt gì đấy. Thôi cứ cho first try vào là sẽ tìm ra. À đúng không nhỉ? Nó có first try thì nó sẽ có cái gì đấy. Phát chan đầu tiên rồi. 2.2. Là y 2. NB. Set it. ST gì đấy, tự nhiên thầy quên mất rồi. Thôi được, ta cứ đặt vào đây cho một cái min width 20 pixel nhé. Thế cho nó chuyên nghiệp. Mình viết cái này vẫn không tràn ra được à. 20. Bốn mươi pixel thôi nào. Được chưa? 40 là đều rồi đấy đúng không? Padding left right. Rồi cái này chúng ta chỉnh nhỉ. Đặt nó vào 40 thì đây nó phải là 6 align center cho nào. Đúng không? Đó. Còn cái anh này thì nó bị shit quá. Vì đây nó là ảnh. Thôi ta làm đã chót thì làm cho nó nốt vậy. Tại gì? Thằng top li first try padding right 20 pixel. Đúng không? Đẹp như mơ chưa? Được chưa anh bé hả? Cái này phải làm nhiều thì mới nhớ được. Nhưng mà thôi thì ta cứ có nhu cầu ta sẽ nghĩ ra cái cách để ta xử lý cái CSS đấy. Đúng không nhỉ? Đấy.
và chúng ta làm nó đều nhau hay như nào đấy thì nó vẫn là padding margin hay là line center, line hết đúng không nhỉ? Display lock, display table. Ôi chỉnh lại một tí và nhìn nó đẹp hẳn lên đấy nhỉ. Được chưa? Bây giờ đến phần hit nhá. Đến chỗ này ta coi như xong phần top này. Ta gạch nó sang một bên đi. Ta đến phần hit này. Phần hit thì bây giờ chúng ta đang muốn chia 4 nữa ra đi. Đúng không? Chia 4 thì chúng ta sẽ có là gì? Deep Con trừ MD trừ trừ 3. Cái này chúng ta sẽ để logo. Đúng không? Đấy. Ta đặt cái đây là image src image gạch chéo logo chấm png đây là logo cây cảnh đẹp huyền thoại đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ thế được chưa? Tức là ta đặt một cái logo vào đấy, ta cứ để đấy đã đúng không? À chứ nỗi trong container chúng ta phải có cái gì nhỉ? Row đúng không? Ta cho cái row vào đấy. Div chấm row cho nó đúng chuẩn của Bootstrap. Và trong row này ta mới để các cái gì? Các cái code. Được chưa? Đấy, ta thử ngắm lại tí xem sao. Ôi, đẹp rồi. Nhìn đã thấy ưng rồi, đúng không nhỉ? Có thể đặt thêm padding margin gì đấy nhưng chưa cần. Câu thứ hai, câu thứ hai là đặt vào đúng cái chỗ này nhá. Bạn hình dung là trong cái chia của Bootstrap ấy, container hay là container flow là cái ô khung ngoài, bên trong nó là các cái dòng, bên trong dòng thì nó có các cái gì, các cái code, các code loop đúng không? Bây giờ bạn tạo ra thành cái ô tiếp theo là để chứa cái gì đấy? Chứa cái ô tìm kiếm đúng không? Xong ô tiếp theo nữa thì chứa cái bàn tay với lại cái dòng chữ đấy. Đúng không nhỉ? Đó, tạo là tự tạo lại cái cho mình. Tạo một cái côn, cụ côn thứ hai côn trừ MD đi. Phần XF thì có thể dùng luôn là côn trừ XF trừ 12 đi. Đúng không? Được chưa? Ui trời ơi. Tưởng làm gì? Hóa ra là côn trên điện thoại. Hôm nay bạn Lâm Trung vừa bảo là hối hận vì ngày xưa nghỉ học đấy. Bây giờ làm mãi không ra. Được chưa? Thì là thầy. Mấy cái bài karaoke của La Giao Heo thì nghỉ. Rồi. Bạn cho thêm vào đây một cái nữa là gì nhỉ? Côn trừ đi MD trừ gì? Xin lỗi là trừ gì? XS trừ gì? 12, tức là để trên mobile là nó hiển thị có một cột thôi. Đúng không? Đấy. Copy. Logo một cột luôn. Mình logo một cột. Xuống đây. Đúng không? Đấy. Cái này dùng để chứa gì đấy? Form tìm kiếm đúng không?
mình nhớ là cái form tìm kiếm ở đâu nhỉ? À, Bootstrap à? Thì mình search đây là form search Bootstrap 3 cho nó chuyên nghiệp. Đúng không? Cái boot snip này hình như nó không đúng chuẩn Bootstrap 3 thì phải đâu nhá. Nó phải viết thêm CSS, tại nó muốn lấy là đúng cái của anh Bootstrap 3 thôi. Tìm đến chỗ form cho nè. Ở đâu ấy nhỉ? Bạn nào tìm thấy chưa? Tìm thấy thì chỉ cho thầy với. NAV. Đây đúng không nhỉ? Ôi hay thế. Đúng không? Cũng chưa đẹp lắm. NAV 3 này. Chỗ này cũng chưa đẹp lắm. Cũng chưa đẹp lắm. Thôi được, cứ lấy tạm cái chỗ chưa đẹp lắm vậy. Form NAV3 đây nhé. Copy. Ctrl C. Đúng không? Ctrl C sau đó là gì? Ctrl V. Lập trình quá chuyên nghiệp nhỉ. Ấy tab nó vào thôi. Đấy. Copy vào thì mỗi cái cách nhau vào một tab đúng không? Đó. Nó có cái phím tắt là phím gì đấy nhưng mà thầy lại quên rồi. Phím gì nhỉ? Format. Làm gì có? Format code đấy mà. Line. Ủa. Đấy. Rest dần để cho nó format đúng định dạng code chứ mà. Được chưa? Chạy thử xem nó có đúng cái form mà mình cần không? Nó hơi to quá chỗ này, nó xuống dòng đúng không? Ờ được, ta cứ tạm thời để vào đấy đã đúng không? Nhưng mà cái submit này hình như nó không đúng này, nó phải là cái kính lúp cơ. Hả? Thôi tìm cho thầy cái kiểu dạng có cái kính lúp nhá. Trên Bootstrap nó có đấy. Cho nó đẹp. Mất công tìm thì tìm cho nó đẹp vào. Rồi quay sang cái ông Web 3 School xem nào. Đây này. Đúng không? Cái này thì phải không đẹp lắm đúng không? Cái này thì em lại phải cái code CSS của nó nhé. Được không? Thôi. Đấy, về làm tiếp. Làm gì cho cái submit này, cho cái có cái component của ông Bootstrap là cái kính lúp nhỉ? Đâu rồi? Đây rồi, đúng không nhỉ? Đúng thằng này không? Ctrl C. Ctrl C nhá. Thay vào cái chỗ button submit class btn, bỏ cái submit này đi. Cho đây cái gì nhỉ? Y à? Class. Đấy. Ui, quá đẹp đúng không nhỉ? Bây giờ định dạng nó vào cái chỗ đúng chỗ của nó là được cái gì? Đúng không? Của bạn nó có bị xuống dòng không? Cho vào cái thẻ y. Đâu cái chia sẻ gì đúng không? Đây có bị cái code thì nó không có cửa form à, form chưa? Không phải
thì bãi trong đấy là thời đại đấy ở trong ở đâu lại côn nữa cả mình chỉ có một cái phần form còn bên trong đấy mà cái này của cái gì set yêu của lâu thì nó lại đi cả với một cái set của nó mới đi cả đây là input này input này rồi nha con mà x6 con mà d4 nó giống hệt như thế nhưng mà làm thì chắc được hay bởi vì đây này tức là em đặt toàn bộ cái form đấy vào trong cái chỗ cái cột này thôi, sau đó bên trong này là cái form group mà nó để chỗ OTEC này, sau cái thứ hai là nút button này, đúng không ạ? Button submit này. Cái đấy chúng ta tìm ở trên bootstrap và ghép nó vào. Được chưa? Nhưng mà hình như là nó ấy nhỉ? Nó chật quá nó xuống dòng à? Đào tay tí chứ nào. À không phải đâu, đang bị sai đấy. Phải chỉnh lại nhá. Chứ không phải là nó cái này nó đang bị sai về CSS nó bị xuống dòng ấy. BTN inline block. Ồ không phải đây, xuống đây nó vẫn đẹp như thế. Hay là cái này nó to quá. Đúng không? Nó phải đứng như này thì nó mới đẹp này. BTN. Inline block. Thôi được, thầy chỉnh cái đấy sau nhá. Chúng ta thêm một cái ô bên cạnh nữa là gì? Lại thêm một cái phần nữa là gì đấy? Đi. Copy cái trên đây này. Ctrl C. Ctrl V. Đúng không? Cái này thì nó có cái gì? Cái gì đây nhỉ? À cái là bàn tay này, xong đến cái gì? Đến cái ô, đến cái chữ, đúng không nhỉ? Cam kết chất lượng sản phẩm dịch vụ. Bàn tay thì để vào cái bàn tay, đúng không? Image image ở trong kia nó là gì đấy? Hand1 đúng không nhỉ? .png. Đây là cam kết dịch vụ chất lượng. Có cái nội dung thì ta để vào cái gì thôi? Deep hoặc là span đúng không nhỉ? Bên cạnh. Span cam kết dịch vụ chất lượng. Đấy. Đấy, có ngay rồi đấy. Xuống dòng xấu thế nhỉ? Thôi ta cứ để đấy đã. Cam kết dịch vụ chất lượng. Hai cái đúng không? Cái thứ hai là vận chuyển nội thành miễn phí. Ta lại copy một cái này nữa. Ctrl C, Ctrl V. Hand 2 đúng không? Vận chuyển nội thành miễn phí. Đây chữ này viết hoa đúng không? Vận chuyển nội thành miễn phí. Được chưa ạ? Rồi ta chạy thử xem cái này nó đẹp với trường nào. Về cơ bản là nó đã đặt đúng vào chỗ rồi đấy. Đúng không?
Đó. Ta chỉnh cái này vào giữa nó thôi là xong. Hay là ta cho cái này nó dài ra một tí, hai cái ô này nó bé lại một tí nhỉ. Đúng không? Ô này dài ra là đây là côn MD 5. Không được. MD 4. MD 4 là 7. Đây cũng không được. Nó phải chia chẵn mà. Đây là 3 rồi đây. Đâu, mình đang côn MD 3 mà. 2 thì bé quá. Rồi. Ừ. Đấy. Thôi chịu khó vậy nhỉ. Nó mà có 2,5 thì ngon đúng không? Côn MD4 còn lại 5 cô ô thì không thể chia đôi được đúng không? Côn MD5 thì còn lại có 4 ô chia đôi, MD2 thì ít quá. Thử cái này. Côn MD5 thì đây nó phải là côn MD2 đúng không? À. Nhìn thấy chưa? 6 nhỉ. 5 thì nó rộng như này, 2 thì nó bé tí này thôi. Đúng không? Thôi để 3 đều nhé. Bây giờ ta cho các cái ô này có thể thầy cho nhỏ lại này. Otic form control hiện tại nó đang có độ rộng là bao nhiêu? Hãy định dạng lại cái tích này cho nó nhỏ đi nhé. Để cho nó cái này nó nằm gọn lên trên ấy mà. Đúng chưa? Cái tích đấy nằm ở đâu? Ở trong cái phần hit đúng không nhỉ? Đấy. Hit. Header. Input. Tai bằng gì đấy? Thôi được, input thôi. Đúng không? Cứ cái input trong header thì ta cho độ rộng width bằng 70%. Đấy. Vẫn chưa được nhỉ. Độ rộng width. Ta xem nó ăn chưa này. Take. MD2 thì thấy nó hơi nhỏ quá. Đó. Cũng được thì. Hả? Ở cái file thiết kế thì nó không theo chuẩn Bootstrap. Thầy bảo rồi cái file này nó không theo chuẩn của Bootstrap 3 nên là phải ước lượng để đưa ra cái chuẩn Bootstrap 3 thiết kế cho nó lại thôi. Còn nếu em đo thì em phải đo, nếu mà em thiết kế đúng như cái form không responsive, không phải theo chuẩn Bootstrap ấy, thì em thiết kế đúng như cái form này. Đâu nhỉ? Ctrl 1. Ctrl 0. Ctrl 1. Ctrl 0 đây. Tức là chúng ta phải đo cái này gì? Là bao nhiêu đấy? 1364. Đúng không ạ? Còn cái Bootstrap của ta là đang theo tỷ lệ màn hình container. Thì lúc này em đo như này thì em sẽ, cái này nó cách ở đây là bao nhiêu pixel thì em cách đúng bao nhiêu. Ví dụ đây là width là 86 chẳng hạn. Bên này cũng là gì? 86 chẳng hạn. Còn lại đây là mấy trăm đây chẳng hạn. Đấy. 1198 chẳng hạn. Thì khi này em sẽ fix cứng cái container đấy. Được chưa? Rồi bây giờ ta đang muốn chỉnh sửa cái gì? Tại sao cái input của thầy nó lại không ăn? Không ăn cái width. Vì chúng ta đang muốn là gì đấy? Muốn định dạng cái width nó nhỏ lại. À cái anh này inline block này. Thank you.
182.5 cả. Ta đang muốn cho cái form này nó, cái control này nó nhỏ đi. Vẫn không lên được à, đúng không? Chỉnh lại một chút cho nó đẹp đẹp mà nó chưa chỉnh được nhỉ. Button thôi, ta chỉnh lại đúng không nhỉ? Bây giờ cho ta cho nó vào giữa tí nữa đi, hoặc là cho cái phông chữ nó nhỏ đi tí. Trên này hình ta chưa đo phông nhỉ? Đo phông chữ bằng cách nào đúng không? Control 1 đúng không nhỉ? Đây đúng không? T phông của chúng ta là phông gì? Open Sans đúng không nhỉ? Phải nhìn chỗ này trước nhá. Ok này. À, xem cái màu chữ à đây. Đúng không nhỉ? Cái này nó lại khác rồi. Phông character đây rồi. Đúng không ạ? Chúng ta bật cái character lên. Khi nữa là ta nhìn thấy là cái Open Sans rồi. Đúng không nhỉ? Kích thước là gì? 14 pixel à? Màu. Đúng không nhỉ? Set Color là cái màu 7878. Đúng không? Đấy. Nhìn thấy chưa nhỉ? Tức là chúng ta phải đo đúng. Trên máy chúng ta không có phông nên nó chuyển sang Myriad Pro nhé. Đấy chưa nhỉ? Ví dụ ta quay lại này. Chọn vào đây này. Open Sans này. Đúng không nhỉ? Đấy. Cancel đi. Open Sans Regular 18. À xin lỗi, 14 pixel. Màu gì? Màu 7878 đúng không? Ok. Cái phông đấy ta có chưa ấy nhỉ? Thôi về làm lại, vì hôm trước chúng ta có cái định nghĩa phông đấy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta định nghĩa nó vào. Nhưng ta chỉnh lại một chút về cái hai cái màu đấy. Hai cái màu đấy bây giờ nó nằm ở đâu? Nằm trong span đúng không? Của cái lớp, của cái phần là hit. Hiện tại thì ta mới dùng mỗi cái này thôi. Có cần phải cho thêm cả lát vào không? Cần gì phải cho deep nữa? Ta cho cả lát vào đây hoặc ta lấy từ cái header tham chiếu đến span đúng không? Đây à? P á? P hay deep? Đây là dòng inline, thôi ta để đấy, được chưa? Có các cách thiết kế khác nhau. Header, span, phông, phông family là gì? Open Sans. Bạn download cái phông này về nhé. Đấy. Phông size là bao nhiêu? 14 pixel. Color thăng 7878 đúng không? Đấy.
để ta xem là cái màu phông này nó ra đúng chuẩn chưa. Đúng rồi đó. Viết như này có nghĩa là tất cả các cái thẻ span nằm trong header đều bị ảnh hưởng. Đúng không? Ok. Đấy, có cái màu rồi đấy. Mỗi cái màu phông là chưa đúng, đúng không? Quay lại bài trước xem là ta để đâu nhỉ? À đây, thì có đây rồi, đây này. Phông. Đây rồi, đúng không? Hôm trước ta có rồi, giờ ta copy nó vào. Ctrl C. Ctrl Content phông để vào trong này cũng được. Không. Để vào đây thôi. À đây có rồi. Để vào. Được chưa? Chúng ta đang dùng là Open San Regular. Đây đúng không? Định nghĩa phông như nào còn nhớ không nhỉ? A cộng phông phây. Đúng không? Phong family bằng gì? Open san. Ta để này thôi. Cái gì nữa nhỉ? SRC à? URL. Đấy cái gì? Phong open san regular đúng không? Thử cho nhá. Chuẩn đấy chứ nhỉ? Đó. Bây giờ ta phải chỉnh cho nó nằm ở bên cạnh phông chữ 14. Làm sao để cho nó xuống giữa được nhỉ? Thầy thấy nó đang nhìn nó ở trên trên đấy. Đúng không? Làm sao để xuống giữa ở dưới đây được? Chiều cao cho bằng cái này đi. Cho vào trong cái bốc. Lai hết được không? Thử định nghĩa một cái item ở đây xem nhé. Bắt đầu từ chỗ này đi. Item thêm cái class item vào và đặt ở trong đâu? Header chấm item like hết xem nào. Like hết của cái ảnh này là bao nhiêu? Ta cắt cái ảnh khi nãy ta không nhớ là bao nhiêu pixel ấy nhỉ? 96 đúng không? 96 pixel tức là bằng chiều cao của cái ảnh ấy. À chuẩn rồi đấy, nhưng mà cái này nó xuống sâu quá. Nó bị tràn ra quá đúng không? Để thầy sẽ định dạng cái này cho vào chỗ này là đẹp nhất này. Nhá. Yeah. À, cho vào chỗ đấy là đẹp nhất. Form control git button cho vào đây cái xem nào. Vẫn chưa được. Thôi tạm thời thế. Để ta cho thêm cái này vào để xem nó ra giữa chưa. Copy cái item xuống đây. Copy xuống cái gì nữa? Đây đúng không? Chúng ta viết đè thêm các cái CSS. Wow. Là không hợp lý lắm nhỉ. Yeah. Item. Đúng không? chạy loạn hết cả lên. Hay là display block nhỉ?
item hết này thì to quá. Quên mất rồi đấy. Block. Cho cái border để cho nhìn nó dễ nè. Border 1px solid. Nhìn cho nó. À không được rồi, đúng không? Nó cũng không tràn lên cái ô đấy. Khác nhau, nhưng cái chính của chúng ta thì đang muốn đặt nó vào Tech Decoration. Căng nhỉ, có vẻ không ổn rồi. Chia được 3 ô rồi, bây giờ chúng ta đặt nó vào mỗi ô. Nhưng mà cái đấy là thiết kế ảnh nó như bây giờ ta muốn định dạng để cho nó ra cái khung của chúng ta thôi. Ta vẫn để cái like hết này đi, xong ta điều chỉnh cái bên trong này. Đúng không? Đó. Đó, tí. Có cách để chúng ta định dạng, đúng không? Cái CSS có khi xong rồi nhỉ. Đã vậy.
item span. Lai hết bằng 14 pixel. Được, đó là chia theo tỷ lệ phần trăm. Nếu viết độ 4 loại màn hình thì viết 4 lần. Đang dùng cái bút chát thì đã phải viết 4 lần. Bút chát thì cái đấy nó căn sẵn đây này. Min width đây thì nó chia 3 là 25%. Thì nó chia sẵn. Rồi để thầy chỉnh lại, đặt cái này vào block cái cho nào, cho nó mỗi cái anh ấy này thôi. Cho vào đây để đặt. Header item. Ta có cái phần chấm item div đúng không? Display table cell align text cho nè. Biết đồ đúng không? Thiết kế cấu trúc nó sai đâm ra là nó sẽ chỉnh nó rất là
Rồi, ok rồi đấy nha. Ta đã tìm ra cách để giải quyết. Được chưa? Cho thêm một tí. Hơi bị loạn một tí nha. Cho thêm cái đây nữa là padding right 10 pixel. Ui, quá ngon. Thật không thể tin được nhỉ. Hả? Tay bị lệch nhé. Hãy chỉnh lại tí thôi. Chỉnh lại kích thước của nó tí thôi cho nó chuẩn. Đúng không? Xem bản thiết kế của họ nào. Có lẽ là cho nó nhỏ đi một tí, đúng không? Xe này hơi to so với cái này. Thôi được, cho chỉnh cái xe nó nhỏ đi. Bây giờ làm thêm cái search xem nào. Làm thêm cái search xem nào. Đây nhá, thầy sẽ xử lý theo phương án này nhá. Hai cái phần dưới. Đúng rồi ạ, chúng ta sẽ bao bọc nó bằng một cái dip với bootstrap và cái item. Toàn bộ bên trong ta để vào cái dip. Cái dip ta sẽ định nghĩa nó là kiểu table cell. Tức là ô bảng ấy. Đúng rồi nhỉ? Sau đó bên trong thì ta để cái embed và cái nội dung. Cái embed thì ta float left để cho cái nội dung nó đứng ở bên cạnh. Được chưa? Đấy. Sau đó thì chúng ta lại chỉnh sang trên cái... Chúng ta xem cái cấu trúc này trước nhé. Cấu trúc của một cái phần này. Sau đó thì bên này chúng ta chỉnh hai cái phần này cho thầy thôi. Item dip, display cell và inmate float left. Được chưa? Nhìn lại cho nào. Đấy. Lại đi. Đây nhá, cấu trúc của thầy định nghĩa là vẫn là cái ô item đấy, nhưng bỏ toàn bộ cái nội dung bên trong một cái div. Đúng chưa? Sau đó thì định nghĩa cho nó div với lại cái float left đấy. Rồi, chạy xem ra được chưa? Sau bây giờ sẽ test cho cái ô tìm kiếm nó cho nó xong phần hết. Thank you.
Ta chỉnh lại cái form tiền nhá. À, cái form tìm ta vẫn item, ta cho cái div này lên trên xem nào. Đúng không? Ta cho hết cái đấy vào form. Div. Và bên trong cái form đấy. Hình như là ta có cái gì đấy. Item div. Tức là cái con của nó thôi, đúng chưa? Bây giờ chỉnh lại cái này. Chỗ này chúng ta thêm cái trở thành đấy nhé. Chỉ nằm là cái con của cái item ấy thôi. Nó là cái chiều giữa ở chiều dựng. Take align thì nó là align center thì chiều ngang. Chiều đứng ở trên. Ví dụ ô như này thì vertical thì nó ở giữa middle. Đúng không? Người ta chỉnh lại cái class này xem nào. Form này. NVA lookup role này. Form này, input này. Button này. Trong button này có i này. Đấy. Hay ta làm cái y ở bên trong này nhỉ? Ở đây là submit. Chuột phải nên kiểm tra lại xem. Button default. Bây giờ ta lại phải chỉnh lại cái form này rồi. Input. Nào ta chút nha, ta có bắt đầu từ cái item này. Form. Input. Weight 70%.
important float lab đi. À, đúng không? Ta chỉnh đây là 80 đi. Đẹp như mơ ngay thôi mà. Ồ, nhưng mà nó vẫn chưa vào giữa nhỉ? Vertical middle mà sao không vào giữa? Vẫn đang hơi lệch một tí. Bởi vì khi nãy chúng ta để inline block ấy, thì cái ô này nó tràn hết ra. Bây giờ ta cho float left và ta lấy 80% cho toàn bộ cái này thì cái này ta để 20%. Hoặc là tăng lên tí nữa, 85% đi. 80-90% đi. Đúng không? Nếu mà 90% ấy thì cái ô button chỉ còn bao nhiêu thôi? 10% thôi, đúng không? Width 10% thôi. Nó còn khoảng cách gì đấy nữa đấy. Ôi giời, xấu nhỉ. Đẹp đúng không? 85 đi. Đây là 10 15. Nói chung là để chỉnh đẹp nó cũng mất khá nhiều thời gian đấy, nhỉ. Tạm thời thế nhá. Ta làm cái NVA đã cho nó lên hình rồi. Đúng không? NVA ở đây chúng ta lại phải chia ra nhé, để cho nó giống khớp với cái tỷ lệ ở trên đấy. Đúng không? Đây ta có này. Đây, cái này là một cái ô, khi nãy ta chia đều đây là bằng bao nhiêu? Bằng MD3, còn đây là MD9. Được chưa? Vậy ta làm cái phần này trước này. Đúng không? Hay chỉnh cái độ cao này tí nữa chỉ cho nó hết bằng 30 pixel này. Đó, cho nó nhỏ lại tí. Nhìn cho nó gọn gọn. Ta đang còn bị lệch một tí cái díp nữa thôi. Bây giờ ta làm cái NAV này. Đến đây đúng không? NAV. Thôi đấy. NAV. Ta vẫn thiết kế toàn bộ. À không, cái đấy thiết kế. À đúng rồi, NAV đúng không? Trong NAV thì ta chia ra, nó giống như phần hit ấy. Cái NAV này chúng ta vẫn phải để container là gì? Collapse đúng không? Bằng container cho nó giống ở trên. Sau đó đến gì? Deep. Chấm row. Và gì? Deep. Chấm con. Trừ MD. Trừ 3. Là cái ô đầu tiên đấy. Ô đầu tiên ta để là gì? Danh mục ấy à? Danh mục sản phẩm đúng không nhỉ? Đấy. Nó giống như là cái phần kia mà ta đã làm. Thì ta cho vào đây là gì? Là hình như ta chưa cắt mất cái ảnh con kia. Ảnh trắng trắng ấy. Đi. Đúng không? Image. Nó có một cái ảnh. Có icon đúng không? Như cái này chúng ta đang nhìn thấy cái ảnh đây này. Đây này, cái ảnh. Ảnh trắng đây này. V F7. Đây này.
À đâu không phải. Chọn hết là gì nhỉ? Thế an thì nó chỉ lại cái đấy được. Là tên gì? Nên là hả? Thôi thì là F12 đi nha. Okay. Đây rồi, cái layer 8 này này. Nó là một cái ảnh trắng tinh. Đúng không? Rồi thầy cắt lại cái này tí để chỉnh cho nó đẹp ấy. Chim. Sau đó là gì? Export. Cho vào cái chỗ chúng ta đang làm ấy. Đây image icon NAV F12. Rồi. Hãy chỉnh lại cái này xem nhá. Ta cũng có là gì đấy. Làm giống như cái trên đi, theo đúng con đấy. Image icon-nav.png. Đúng không? Danh mục sản phẩm. Và bên cạnh này ta để một cái gì? Danh mục sản phẩm. Đúng không ạ? Được chưa? À, hình như vẫn không đúng đâu đấy nhé. Cái NAV của chúng ta là nó tràn hết ra cơ mà. Nhé. Thêm cái nữa nhé. Cái này ta không để NAV mà ta để là gì? Ta để cái section đi. Section. Section.thăng NAV đi. Và cái này đặt nó là gì? Thêm một cái class container blue đúng không? Đó. Sau đưa toàn bộ cái NAV vào trong đấy. Đúng không? Vì cái người ta đang flow hết ra ngoài mà. Mà flow này lại là cái nền màu gì? Cái nền màu xanh, đúng không? Đó. Hãy đặt cái thăng NAV cho cái background trước đi đã. Background màu. À, lại phải lấy màu đấy nhỉ. Màu 46AD0E. Đấy, thăng 46AD0E. Được chưa? Để ta có được cái màu xanh. Được chưa nè? Độ cao bao nhiêu? Độ cao ta lấy cái M ta đo 41 hay 40? 40 thôi đúng không nhỉ? Nhấn vào giữ Ctrl cho nó mịn. Không cho nó to ra là cũng khó mà nhìn thấy được. Chúng ta dùng cái thước này để chúng ta đóng cái khung lại. Nhấn vào giữ Ctrl kéo cho nó mịn nhé. Sau đó chúng ta kéo cái anh này. À, độ cao chúng ta là 39. Thôi cho 40 cho chọn. Hết.
40 pixel. Được chưa? Đấy. Ngon. Đúng không? Ta lại làm giống như cái ở trên để cho nó vào giữa, đúng không? Đấy. Trong cái NAV này, container row đến cái div đây này, cái mỗi mục này là sẽ là một cái gì? NAV item đúng không? NAV trừ item đi. NAV item nó cũng sẽ có độ cao là bao nhiêu? Đây nhá, control bạn định nghĩa lại cho thầy cái bắt đầu từ cái NAV item. Giống ở trên ta đặt là bao nhiêu đấy nhỉ? NAV cái item ở trên div này, image này. NAV div display dùng table cell vertical align middle hết 40 pixel đúng không? Chấm NAV item image float left đúng không? Hết. Có cần hết không? Không cần. Ta chỉ cần là thì padding để cho nó cách ra tí. Padding right 10 pixel. Ngon ạ. Đấy. Hơi bị lệch một tí rồi. Float left. Chữ của cái này màu này là gì đấy? Color là màu trắng đúng không? Đó. Nhưng mà nền của cái div này là màu gì? Display ở đâu? Background màu đỏ đúng không nhỉ? Đo lại đi cho nó chắc ăn. Đây đúng không? FF3 FF0. Đó, thang. Nó cũng không phải là màu đỏ đâu đấy. Wow, chuẩn rồi. Chưa được. Vẫn còn thiếu một tí này. Nó cách nó cách trái cách phải một chút đây này. Text align đúng không? Đấy. Cách trái cách phải thì ta sẽ cho ở đây là padding 0 10 pixel đi. Đấy, nó dồn vào một tí. Cho tất cả các trong vào form. Tí nữa về xem lại này. Cho hết cái này vào trong form. Để chúng ta định dạng cùng một mẫu. Đúng không? Chỗ này được chưa? Đấy. Còn bên trong này là code MD mấy? Coi 3 rồi là con code MD 9 đúng không? Ta mới làm được mỗi cái phần là nó về được cái code thứ nhất thôi. Sang cái thứ hai là gì? Deep con trừ MD trừ 9 chấm NAV item đúng không? Bên trong này ta mới đi thiết kế cái anh nó giống mẫu ở trên mà deep gần deep không nhỉ? Hay cho UL luôn?
À, ừ, chọn deep play. Deep play table đấy, hiển thị table đấy. Nhưng bên trong này nó vẫn có bao nhiêu mục đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? U là Y nhân 7. A hết rep 8. Được chưa? Để đóng cái này đi tí nhé. À, để cho nó nhìn cho nó rộng. Oh. Control Shift gì nhỉ? View Layout Alt Shift F1 chứ. Alt Shift 1. Để cho dễ nhìn. Đây là gì đấy? Trang chủ. Sản phẩm đúng không? Mục tiếp theo là gì? Giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Trang chủ giới thiệu. Sản phẩm dịch vụ. Hỗ trợ khách hàng tin tức liên hệ. Hỗ trợ khách hàng tin tức và liên hệ. Nhưng rõ ràng là chúng ta mới tạo ra thế này thôi, xấu quá. Ồ, ta dùng deep mới dùng cái kia thì nó lại thành cái gì rồi đấy? Thành mất cái màu đỏ đúng không? Bỏ thay cái deep đi. Cho nó hết cái màu đỏ đã. Bây giờ dàn cái này ra. Đúng không? Dàn từ cái NAV item nhá. View này. Cái style đâu? Đấy. Ta vẫn bắt đầu từ cái chấm NAV trừ item UL. Ta hiển thị đây là display table cell đi. Với độ cao là 40 đúng không? Hết 40 pixel. Đấy. Display table. Còn đến cái gì? NAV trừ item UL LI. Ta hiển thị là display table cell. Line hết bằng 40 pixel. Đúng không? Đấy. Ngon. Đúng rồi nhỉ? Đấy. Ta định nghĩa thêm là bên trong đấy là còn cái A nữa đúng không? LIA. A thì ta sẽ dùng cái display block. Đúng chưa? Padding. Padding left đi. 10 pixel. Padding right 10 pixel. Cho cái màu là màu. Có vẻ màu trắng không? Chắc màu trắng chưa? Màu trắng đúng không nhỉ? Màu trắng. Rồi. Đúng không ạ? Úi giời ơi. Cũng được đấy chứ nhỉ? Cái chữ thiệu đâu rồi? À viết thiếu à? À chơi viết thiếu. Có đấy chứ. Chắc là nó bé quá à? Giới thiệu. Nó ở dưới rồi. Nó ở dưới thì che mất rồi. Nó bé quá đã bị xuống dòng đúng không? Deep play table cell mà. Sao ông này lại chiếm được nhiều thế? Tại cái này là phi tiêu chuẩn.
Trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Rồi, chính em thêm tí chữ, nữa. Cái này hơi hơi to quá đúng không? Display block. Cho cái padding lap padding ra nó nhỏ đi tí nhé. Là ok. Đúng không? Cho 5 thôi. Còn cái UL này ta để là width 100%. Đấy. Để cho 100% nó giãn đều ra các bên. Display table cell thì cái đấy là table, còn các item cái UL là table, còn các LI thì là các cell. Đúng không? Chúng ta không dùng float left đâu, float left là nó chỉ từ trái sang phải thôi. Đúng không? Còn table thì nó giãn đều ra theo cái bảng. Đấy. Bỏ cái gì đi nữa? Take decoration đúng không? None. Qua nhỉ? Khi UV đến ta đổi màu đi làm cái gì đấy? Đổi màu gì? Màu đỏ đi nhỉ? Thôi cái đấy tự làm được. Ôi giời, cả một buổi làm được mỗi cái menu. Nhưng mà các phần sau thì làm vẫn tương tự như thế đúng không ạ? Như vậy cách mà chúng ta vẫn quan trọng nhất là chúng ta phải chia cái bố cục xong chúng ta mới đi set S nó phù hợp. Được chưa? Tiếp theo thì cái phần này chúng ta về chúng ta sẽ thiết kế theo cách này nhé. Đúng không? Ta thiết kế cái menu. Tức là toàn bộ cái này ta cho ở một cái row thứ hai. Đúng không? À không, không row thứ hai được chứ. Vùng khác đấy. Được chưa nhỉ? Đấy. Row thứ hai thì cái màu xanh này nó bị đè xuống. Vì cái màu xanh chúng ta chỉ để cái ô này thôi. Đây, chúng ta có thể thiết kế cái bố cục đó. Tiếp theo là cái phần flow này xong rồi nhá. Container này xong rồi đúng không? Đến một cái phần tiếp theo là section. Section size đi đúng không? Hay là size 3 gì đấy đi. Đặt một cái ID. Banner. Đúng không nhỉ? Cái này thì đương nhiên là chúng ta sẽ để cái con class container. Đúng không? Và cái mục tiếp theo ta vẫn lấy cái code MD3 đây này. Để ta làm cái menu bên trái đấy. Đúng không ạ? Đây. Ok. Cho cái MD3 vào. Nhưng bây giờ nó không phải item này đâu. Đúng không ạ? Nó thiết kế cố định mà. Sổ xuống thì nó phải làm hai lớp ở trong thiết kế. Đúng không? Còn nếu chúng ta muốn sổ xuống thì ta lại làm cái menu sub menu ở trên đấy. Đúng không ạ? Nó phải over. Trong thiết kế này có hai lớp không? Đúng không? Đây này. Nó phải là cái con của cái này thì nó mới là sổ xuống. Hay ví dụ như là cái này color overflow thì nó sẽ đổi thành cái màu gì đấy. Còn đây nó đang cố định như này thì ta phải để cố định. Được chưa? Đây cũng là các menu thì ta lại chọn là gì? ULLI đúng không? Gọi thiết kế cái này cho thầy một cái nữa gọi là MNULEP đi. Và trong này là UL
LI sao mấy? 1 2 3 4 5 6. 6. Rồi đến A. Hết rep bằng thăng. Được chưa? Ta định cho cái ảnh luôn cả vào trong thẻ A hay là cho cái ảnh ở ngoài? Cho ảnh ở ngoài đi nhỉ. Đấy. Inmate SRC bằng inmate inmage. Xong đến cái gì? Ảnh ta đặt đó là gì đấy? Đây đúng không ạ? Icon menu left. Icon menu left.png. Đúng không? Title. Để cái gì đấy? Được chưa? Ồ, thầy gõ gì nhanh thế nhỉ? Nhấn vào giữ control. Chọn nhiều. Bởi vì nó giống nhau mà. Sau này đương nhiên là chúng ta không phải làm nhiều chứ này. Nếu chúng ta đọc từ DB ra thì chúng ta phải đọc. Nó chỉ có một cái item này thôi. Nó lỏng đúng không ạ? Đây chúng ta đang thiết kế cố định. Rồi. Ta test thử xem. À ra được rồi đấy đúng không nhỉ? Đúng không? Còn đương nhiên cái này thì phải nhập ấy rồi. Đây đúng không ạ? Làm một cái menu đầu tiên nào. Cây trang trí trong nhà. Cây trang trí trong nhà. Cây trang trí sân vườn. Cây trang trí sân vườn. Rồi là gì? Cây phong thủy. Cây cổ thụ. Gì nữa? Cây gì? Cây bóng mát. Dịch vụ vật tư. Đúng không? Ok, xem nó ra cái hình gì chưa? Tạm thời được. Bây giờ lại phải đi định dạng cái đấy. Đúng không nhỉ? Ta định dạng thì ta định dạng giống như trong thiết kế đi. Có cái thứ nhất là gì? Về chiều cao đúng không nhỉ? Mà ta đo cái chiều cao này xem là 47 đúng không? Đấy. Chiều rộng thì không cần. Không rộng cái này có thể để đo ở đây này. Đúng không? Dùng bút chạm được. Ta bắt đầu từ cái menu left đúng không? Chấm MNU left. Định dạng cái UL. Định dạng cái gì? LI. Ta vừa đo độ cao bao nhiêu? 47 pixel. Display block đúng không nhỉ? Đấy. Cái này nó trải dài xuống rồi. Được chưa? Định dạng cho cái A. Đúng không nhỉ? Bên trong A vẫn là thế đúng không? Padding để cho nó cách vào 10 pixel xem nào. Đấy. Ui xấu thế. Sao nó nhảy xuống thế? À. Ta display block. Bây giờ cho cái ảnh gì? Chấm MNU LED. IMG. Plot LED nữa nào. Đúng không? Display block. À display block thì không được rồi đúng không? Display block thì phải để cả cái ảnh vào trong cái gì? Trong cái A cơ. Đúng không nhỉ? Ta đang để ảnh ngoài A là không đúng rồi đấy. Nó không block được. Căng nhỉ.
Đây, phải đặt vào đây cơ. Đặt vào đây thì display block nó mới cho cả vào được. Đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Đặt lại cho này nhé. Thì nó mới chuẩn hơn. Sau đó thì trong này ta làm thêm cái gì nữa? Loát led padding, padding drive 5 pixel để cho nó cách ra. Text deco của thẻ A cũng cho bằng nát. Đấy. Tương tự như đưa cái này vào trong. Đây là định kỳ dạng bố cục quan trọng phết đấy chứ. Rồi nhỉ, về nhà làm tiếp nhá. Làm thêm cái size 3 ở cái ảnh nữa. Ok. Photoshop mình chỉ để dùng cắt ảnh thôi. Đúng rồi. Còn Photoshop thì chúng ta dùng để cắt thôi. Ô, ta có quay không nhỉ? Đâu rồi? À đây, có đấy chứ.